Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin phép chia sẻ gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn xem tham khảo chiếc MTB hiệu Ophasu. Size M, giống cao là 419mm ạ, còn ngang 580mm ạ. Chiều cao phù hợp từ 1m65 đến 1m75cm ạ. Bộ chuyển động Shimano 3x8 ạ. Dò dĩa 3 dĩa ạ. Tụ đề Shimano còn mới tinh à. 8 líp ạ. Khung sườn nhôm màu nước sơn còn mới tinh ạ. Niềng và lớp còn rất mới ạ. Niềng sử dụng lớp 26x22. Yên xe còn mới tinh. Tay bấm xả Shimano ạ. Ghi đông dài ngang là 600mm, còn phô tăng 90mm ạ. Tất cả các linh kiện đều còn rất mới ạ. Lớp còn mới tinh. Dạ, chiếc MTB này em xin báo giá ship về đến Việt Nam của mình là 18 triệu ạ. Dạ, nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo. Dạ, video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.